72. Tại nhà hàng. Đặt trước bằng điện thoại. 1. 72. Tại nhà hàng. Đặt trước bằng điện thoại. 1. Alo, nhà hàng ngon phải không? Alo, nhà hàng ngon phải không? Vâng, đúng rồi. Bạn muốn đặt trước ạ. Vâng, đúng rồi. Bạn muốn đặt trước ạ. 6 giờ tối và 10 người được không? 6 giờ tối và 10 người được không? Được ạ. Tôi sẽ đợi. Được ạ. Tôi sẽ đợi. Alo. Alo. Ngon. Ngon. Đúng. Đúng. Đợi. Đợi.